Xin chào các bác nha, chào các bác đã trở lại với trang Kính Cổ Việt Xưa. Trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm trang của em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em hãy nút đăng ký kênh màu đỏ bên phải bên dưới video, nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn rất nhanh để xuống thẳng bác vì ngày nào hàng ngày đặt video để tránh mất thời gian. Em sẽ vào phim ngày hôm nay. Phim ngày nay em có một cái kính đó là dây băng Aviator mắt màu xanh da muống RB3 được sản xuất thập kỷ 1980 mà vàng. Rất mới, rất đẹp nhé. Nguyên dinh toàn bộ đồ mới là trên 90%, nó phải ra khoảng 94%. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, và yên tâm về giá cả trên sản phẩm. Về hình thức mua bán và thời gian bán hàng luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm. Giá cả rất là rõ ràng, rành mạch và chi tiết. Mắt màu xanh da muống RV3, dòng mắt này đeo rất sướng, rất là trẻ trung năng động. Giá 5 triệu đồng nha, hay gọi là 5.000k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Hình thức mua bán vẫn là chuyển khoản acid, vẫn là chuyển sinh phút thì vui lòng đặt cọc 100k. Và thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, nên từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả là trong tuần, không nghỉ ngày nào về ngày lễ Tết. Với điều kiện bắt điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đến được suất quá bị hàng. Đặc biệt hơn là đi giao lưu đồ cổ xưa, đặc biệt hơn nữa là đi thẩm định và định giá đồ cổ xưa cho anh em bạn bè người thân. Các bác nhớ là điện thoại trước cho em để liên tiếp vấn từ sau, lắng nghe thấu hiểu cái gì bác nói, tư vấn cố vấn cho bác chơi đồ cổ xưa gì. Hợp tình, hợp lý, hợp pháp, đông gu, đó là giá trị cực kỳ lớn mà khi bác mua bán ở bên em, là nơi mua bán đồ cổ xưa lâu năm có thương uy tín Hà Nội, Sài Gòn là 20 năm, 30 năm, xuống khoảng em trên 20 năm, các bác hãy hỏi tổng đài, tránh tình trạng mua ở cái chỗ mà địa chỉ không rõ ràng, địa chỉ linh tinh lung tung. Vì là ngày nay với phương tiện thông tin chúng ấy, một số đối tượng xấu họ bán hàng qua gian hàng ảo, những cái trang thương mại điện tử bán qua cái app đấy, và mỗi địa chỉ mỗi số điện thoại không thôi, mà số điện thoại đang xin khuyến mại, xin rác, thậm chí là không địa chỉ, không số điện thoại, những trang mạng xã hội cũng thế. Không nên mua bán những cái nơi mà những cái trang thương mại điện tử rồi những mạng xã hội mà không có địa chỉ thay đổi liên tục, rồi mua bán hẹn ở đường, hẹn chỗ nọ chỗ kia, rồi hẹn cà phê anh ở đâu em mang qua xem mua thôi. Rất nhiều bác bị dính vào đồ dởm, đồ giả, đồ nhái trong tình trạng như thế. Em chỉ khuyến cáo là mua bán bất kể đồ cổ đồ xưa gì hay quần áo hàng hiệu, nên chọn những địa chỉ lâu năm có thương uy tín. Còn mà chỗ nào mà nó không ghi địa chỉ tuyệt đối không mua, hoặc địa chỉ linh tinh, địa chỉ lung tung, địa chỉ chung chung cũng tuyệt đối không mua. Thay đổi địa chỉ liên tục cũng không nên. Số điện thoại phải là 10 số đời cũ, 11 số đời mới, nó thay đổi số rất nhanh. Đấy, đó là góc độ chia sẻ kinh nghiệm. Mua bán trong nước, ngoài nước, giá 5 triệu đồng nhá. Một lần nữa rất cảm ơn bác luôn quan tâm dành thời gian xem video của em. Ở cái dòng này giới thiệu rất nhiều rồi, thì em chỉ đi lướt qua thôi. Ở đỉnh cầu trên thì B là dây băng USA. Đỉnh cầu trên, đó. Ở gầm cầu dưới thì nó có chữ B là dây băng 584, nghĩa là size 584. Size 584 nhá. Mắt màu xanh là 13. Còn rất mới, rất đẹp. Đấy, giá 5 triệu đồng. Vì kênh YouTube của em triển khai hơn 5 năm mà có 1.700, 1.800, trong khi những đối tượng xấu họ mới triển khai được 5 rưỡi 2 năm mà 15, 16, 17, 18 nghìn, bởi vì thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing xem để like, để view, để đăng ký kênh theo dõi lên cách chóng mặt chóng mặt, lầm tưởng uy tín, rất nhiều các bác bị dính rồi. Những trang mạng xã hội nó sử dụng nick tích xanh tích đỏ, các bác cũng tưởng là uy tín, nhưng các bác phải để ý là địa chỉ phải lâu năm. Nhưng còn nếu mà cái địa chỉ mới toành bắt chước theo kiểu còn bán lan đột biến đấy, cho nên các bác hết sức cảnh giác, cảnh tỉnh. Mình mua bán tại nhà có làm sao để làm vậy, để mục sở thị tại nhà, đấy mới là kinh nghiệm. Thứ hai, mua bán tại nhà ở những cái shop có đồ cổ thương hiệu lâu năm uy tín, được đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Thứ ba là người ta tư vấn cố vấn chuyên sâu về đồ cổ xưa, toàn bộ đồ cổ châu Âu, rồi là vì xe đạp, xe máy, rồi là âm thanh, loa đài, cassette các thứ đấy, người ta tư vấn cho mình thì sao mình mua bán ở đâu nó tự tin chiến thắng đấy. Lần nữa rất cảm ơn các bác luôn quan tâm dành thời gian xem video của em, vừa dài vừa thu đấy. Bác nào chưa kênh của em phải nhấn nút đăng ký kênh và nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video hệ thống tút sẽ gửi tin nhắn rất nhanh, số điện thoại của bác vì ngày nào hàng ngày đều có video giá 5 triệu đồng một cái dây băng Aviator. Và xin chào và hẹn gặp lại phía sau.